Và thưa quý vị, trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút khởi động dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Hà Nam và yêu cầu nâng gói tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao từ 60.000 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Thủ tướng đã tỏ ra trăn trở khi nền nông nghiệp trụ đỡ của nền kinh tế bị tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất còn lớn, sử dụng nhiều nước tưới và các đầu vào khác. Do đó, hiệu quả sản xuất, đời sống của người nông dân còn thấp, Chính vì vậy, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã chất lượng cao là lời giải cho bài toán nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Việc mở rộng hạn điền trong nông nghiệp, tích tụ ruộng đất mạnh mẽ hơn, chuyển giao khoa học công nghệ mạnh mẽ vào nông nghiệp và phải có vốn cho nông nghiệp công nghệ cao là những giải pháp khác cho năng ngành nông nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh phải nâng gói hỗ trợ cho đầu tư nông nghiệp công nghệ cao từ 60.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng và giao ngân hàng nhà nước vận động các ngân hàng có gói tín dụng hỗ trợ cần thiết để làm vấn đề này. Trước đó, tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, chiều 18 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ chính phủ đã quyết định dành một gói tín dụng lên đến 50-60 nghìn tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.